Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 271. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Thanh. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: Ngày 1 tháng 3 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh ra. Kệ tụng của Cưu Bàn Trà Vương, bài thứ 3. Phật dĩ đại trí cứu chúng sanh, mạc bất minh liễu tri kỳ tâm. Chủng chủng tự tại nhi điều phục, nghiêm tràng kiến thử sanh hoan hỷ. Vị thứ 3: Trang nghiêm tràng cưu bàn trà vương. Pháp môn mà Ngài đạt được là tri nhất thiết chúng sanh tâm sở lạc giải thoát môn. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Đối chiếu với văn trường hàng ở trước, ý nghĩa rất rõ ràng. Hai pháp khổ và vui, có thể nói là tất cả chúng sanh, không kể quốc độ nào, không kể chủng tộc nào, không kể tôn giáo nào, chẳng ai không quan tâm. Cho nên nói là ai mà không muốn lìa khổ được vui. Nguồn gốc của vui ở đâu? Nguồn gốc của khổ ở đâu? Rất ít người biết điều này. Chỉ có Phật mới hiểu thấu được nguồn gốc. Điều này các bậc đại thánh của thế gian và xuất thế gian cũng không thể sánh được. Ở đây câu thứ nhất Bồ Tát nói với chúng ta: Phật dĩ đại trí cứu chúng sanh. Câu này rất quan trọng. Cứu chúng sanh trước phải cứu chính mình. Điều này trong kinh Phật thường nói. Không độ được mình mà độ được người khác, vô hữu thị xứ. Không có đạo lý này. Nếu chúng ta thể hội được ý nghĩa này, thì quý vị có thể hiểu được như thế nào là độ mình, như thế nào là cứu mình. Đại trí, không có trí huệ thì không cứu được mình, cũng không cứu được chúng sanh. Chân chánh muốn cứu được mình phải khai mở trí huệ, phải khai mở trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật không phải do học mà có. Phàm là do học mà có. Tự quý vị học, học với người khác. Người xưa gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Chăm chỉ học mà có.
đều thuộc về học vấn của thế gian, không thể giải quyết được vấn đề, không cứu được mình cũng không cứu được chúng sanh. Học rộng nghe nhiều là phương pháp phương tiện. Mục đích ở đâu? Mục đích ở chỗ khai ngộ. Có người học rộng nghe nhiều thì khai ngộ, có người học rộng nghe nhiều không khai ngộ. Vì sao như vậy? Là ở chỗ dùng tâm không giống nhau. Then chốt là ở nơi tâm. Nếu tâm vì mình thì không khai ngộ. Nếu tâm vì tất cả chúng sanh thì nhất định sẽ khai ngộ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải hiểu sự thật chân tướng này. Khởi tâm động niệm là vì mình thì hỏng bét. Đó là gì? Là mê nguồn gốc, nguồn gốc phiền não, nguồn gốc tai họa, tự tư tự lợi. Mặc dù có phước báo thì phước báo này là của kiếp trước, kiếp này có được. Không ngừng tự tư tự lợi, phước báo càng lớn thì tạo nghiệp càng nặng, tương lai đọa lạc càng khổ. Họ sẽ đọa vào ngạ quỷ, đọa vào địa ngục. Nếu chuyển ý niệm, mỗi niệm đều vì tất cả chúng sanh, thì phước báo của họ là công đức vô lượng vô biên. Ở chỗ một niệm khác nhau, một niệm này khác nhau thì rất lớn rồi. Người xưa thường nói sai một ly, sai một ly là chỉ cho ý niệm, một niệm vì mình, một niệm vì người khác. Ở trên quả báo không thể tưởng tượng được. Không chỉ thiên đường, địa ngục. Nói thiên đường, địa ngục là chuyện nhỏ. Chúng ta học Phật, trí huệ chân thật là gì? Quý vị hiểu được những lời này rồi, nghe rõ rồi, giác ngộ rồi, chịu quay đầu, chịu sửa đổi quan niệm, thì quý vị đã khai mở trí huệ. Bắt đầu từ đây, trí huệ sẽ tăng trưởng, phiền não sẽ giảm nhẹ. Phật dạy chúng ta, thật sự mà nói, giáo dục của nhà Phật là dạy quý vị khai mở trí huệ. Trí huệ không phải từ bên ngoài mà có, mà vốn có trong tự tánh. Vì sao hiện tại trí huệ của chúng ta không khai mở được? Phật đã từng nói, trí huệ của chúng ta bị phiền não làm chướng ngại. Ba loại chướng ngại: kiến tư, trần sa, vô minh. Chúng ta có ba loại chướng ngại này, cho nên trí huệ hoàn toàn không thể hiện tiền.
đem vô lượng trí huệ chuyển thành vô lượng phiền não. Tùy theo phiền não mà tạo tác vô lượng tội lỗi, chịu khổ báo vô lượng. Đây là chúng sanh trong lục đạo. Phật cứu chúng ta là dùng tam học, giới, định, huệ, tam học. Giới là gì? Hôm nay chúng ta thấy chữ này là nghĩ đến năm giới, mười giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, là nghĩ đến những điều này. Sai rồi. Đây là kiến giải theo nghĩa hẹp. Không phải là chủ ý của Phật. Chủ ý của Phật là gì? Chúng ta thấy trong Kinh Đại Thừa, nếu dùng lời bây giờ mà nói, thì giới là pháp luật, pháp quy, phương pháp quy củ. Trì giới là tuân thủ phương pháp quy củ. Trong kinh luận, tất cả lời giáo huấn của Phật đều là thuộc về giới luật. Giới luật không hạn chế ở những điều đó. Những điều đó là Thế Tôn nêu ví dụ mà thôi, đưa ra mấy ví dụ. Người biết học thì hiểu được, có thể từ một mà suy ra ba. Nghe một biết mười. Người thông minh hơn thì một nghe ngàn ngộ. Như chúng ta nghe điều không sát sanh, chúng ta nhất định sẽ liên tưởng đến, tuyệt đối không để chúng sanh vì mình mà sanh phiền não. Đây là ý nghĩa không sát sanh. Ngược lại, tốt nhất là như thế nào? Tất cả chúng sanh vì mình mà sanh lòng hoan hỷ. Đây mới là chủ ý của điều không sát sanh này. Chủ ý của không trộm cắp là tuyệt đối không được khiến cho chúng sanh vì mình mà bị tổn hại. Đây là chủ ý của không trộm cắp. Càng viên mãn hơn là khiến cho tất cả chúng sanh vì mình mà được lợi ích. Nghĩa sâu của giới luật bây giờ người hiểu được càng ngày càng ít. Nhất định phải giữ pháp, phải giữ quy củ. Trong kinh Phật dạy chúng ta như thế nào thì chúng ta y giáo phụng hành, đó gọi là trì giới. Cương lãnh tu học tịnh tông của chúng ta, chư vị đều nhớ rất kỹ, toàn là quy củ, toàn là lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư. Tam phước là giới luật. Nếu chúng ta làm được điều này thì gọi là trì giới. Lục hòa là giới luật. Nhất định phải làm được. Tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện. Quý vị nghĩ xem, điều nào không phải là giới luật?
Chúng ta phải hiểu rõ nghĩa rộng, thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thực hiện ngay trong công việc của chúng ta, thực hiện trong việc đối nhân xử thế của chúng ta, thì quý vị giống Bồ Tát rồi. Đây là tôi nói, chúng ta phải có hình tướng của Bồ Tát. Chúng ta học Phật, bốn chúng đồng học đều là hình tướng của Phật Bồ Tát. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải luôn luôn phản tỉnh, luôn luôn hồi quang phản chiếu. Mình có giống Bồ Tát hay không? Không cần hỏi người khác, phải hỏi chính mình. Thế gian thường nói lên trời là khó, cứu người là khó. Điều này thật sự khó. Lời giáo huấn của Thánh Hiền, phàm mọi việc đều tự xét lấy mình mà không xét người khác. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, các ngài tự xét lấy mình, mình làm được, lấy hình ảnh của mình để ảnh hưởng đến người khác. Mình làm không được, dù có nói hay chừng nào đi nữa thì người khác vẫn nghi ngờ, vẫn đặt rất nhiều dấu hỏi ở quý vị. Bản thân ông không làm được mà dạy người khác làm, dụng ý của ông ở đâu? Có phải lừa dối tôi không? Bắt buộc mình phải làm được. Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta buông bỏ, tự tư tự lợi. Ngài đã làm trước được rồi. Dạy chúng ta hễ khởi tâm động niệm phải vì phục vụ cho tất cả chúng sanh, trước tiên Ngài đã làm được. Dạy chúng ta xả bỏ danh dự lợi dưỡng, Ngài cũng đã làm gương cho chúng ta thấy rồi. Dạy chúng ta đoạn tham sân si, Ngài đã đoạn trước rồi. Cho nên chúng ta tin lời nói của Ngài, không chút hoài nghi. Ngài làm được rồi mới nói. Cho nên chúng ta có thể giữ pháp, giữ quy củ. Ngày xưa chúng tôi làm một quyển tu hành thủ tắc cho đồng học Tịnh Tông. Trong thủ tắc trích dẫn 62 điều giáo huấn tinh yếu của kinh Vô Lượng Thọ. Trích dẫn 40+ điều kinh văn trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo. Chúng ta làm được những lời giáo huấn này rồi thì quý vị thật sự là Bồ Tát, thật sự là tu hành, sẽ được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, quý vị tự độ rồi. Thì dù quý vị gặp thiên tai gì, quý vị cũng không bị hại, gọi là gặp dữ hóa lành, gặp xui hóa may. Đây không phải là lời tán thán mà là sự thật.
chúng ta tìm ra nguồn gốc của họa phước, đi theo Phật Bồ Tát. Đi theo chân lý, không phải suốt ngày đi theo sau Phật Bồ Tát, điều đó không có lợi ích gì. Phải hiểu lời dạy của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành, đó là chính là đi theo. Nói cách khác, bỏ đi những tập khí vọng tưởng của mình, nhất định không tùy thuận ý của mình mà tùy thuận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Hiện tại trí huệ của chúng ta chưa khai mở, chưa minh tâm kiến tánh. Chúng ta làm được như vậy là trí huệ chân thật. Làm sao biết được là trí huệ chân thật? Các đại Bồ Tát, các vị A-la-hán là học pháp như vậy. Chúng ta cũng học tập, tuy chúng ta chưa đạt đến thiền định, chưa khai mở trí huệ, chúng ta đang hành trì sinh hoạt. Trên hình thức thì chẳng khác gì Bồ Tát và A-la-hán. Cho nên chúng ta hiểu sự sinh hoạt này, sự hành trì này là trí huệ. Chúng ta thường nói trí huệ cao độ, trí huệ viên mãn, nghệ thuật sinh hoạt, chẳng có gì không phải từ trong trí huệ chân thật mà có. Câu thứ hai là mạc bất minh liễu tri kỳ tâm. Phật muốn giúp người khác, giúp tất cả chúng sanh, nhất định phải hiểu được trong tâm của tất cả chúng sanh muốn gì. Điểm này rất quan trọng. Phải thuận theo dục vọng của họ, họ mới dễ dàng tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Cho nên Phật dạy học coi trọng sự quán căn cơ. Câu thứ hai là quán căn cơ. Câu thứ ba là giảng pháp. Câu thứ nhất là căn bản. Căn bản của mê ngộ khổ vui. Nhà Phật Đại Từ Đại Bi cứu chúng sanh, Đại Từ Đại Bi nương vào đâu? Là nương vào đại trí. Không có trí thì từ bi cũng không có tác dụng. Cho nên phải quán căn cơ. Quán căn cơ tuyệt đối không là khi chúng ta đang giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta phải quán sát kỹ căn cơ của thính chúng. Thực sự mà nói, khi quý vị lên bục giảng quán sát căn cơ cũng thấy sai. Lúc nào quán căn cơ là mọi lúc mọi nơi. Bất luận lúc nào, bất luận ở đâu, bất luận tiếp xúc với ai, đều là khi học tập quán căn cơ. Quý vị đối với toàn xã hội, toàn thế giới,
bất đồng văn hóa, bất đồng chủng tộc, bất đồng tôn giáo, đều hiểu tất cả, thông đạt minh liễu, quý vị mới có năng lực giúp đỡ mọi người. Quý vị mới làm tốt, làm viên mãn công việc phục vụ chúng sanh được. Không hiểu được căn cơ của chúng sanh, không biết họ muốn gì, không biết họ cần gì, thì công việc phục vụ của chúng ta làm không tốt, làm không viên mãn. Nhiệt tâm phục vụ người khác, người ta còn ruồng bỏ quý vị, ghét quý vị. Quý vị có lòng tốt bố thí cúng dường, họ từ chối không tiếp nhận. Lỗi không phải ở họ, là tại ở mình. Chắc chắn là trên thái độ phương pháp của bản thân chúng ta sản sanh sai lầm. Cho nên liễu tri kỳ tâm, bốn chữ này quan trọng hơn tất cả. Cảnh giới trong bốn chữ này sâu rộng vô cùng. Chúng ta không được xem một cách sơ sài. Trong nội điển giáo học, chúng tôi giảng cho đồng học ba loại quán sát căn cơ. Người, thời gian, nơi chốn. Liễu tri kỳ tâm ở đây đều bao quát tất cả. Chúng ta làm tốt công việc phục vụ, làm viên mãn. Quán căn cơ không phải là chuyện đơn giản, phải hiểu được trạng huống hiện thực, còn phải hiểu được lịch sử trong quá khứ. Người bây giờ có rất nhiều kiến giải, những kiến giải này từ đâu mà có? Vì sao họ có những kiến giải này? Chúng ta biết những kiến giải này là sai hay đúng, đều phải tìm nguồn gốc của nó. Vì sao họ có loại tư tưởng này? Vì sao họ có loại dục vọng này? Lục đạo chúng sanh, nhất là chúng ta hiện nay, cực kỳ nghiêm trọng, mê trong tự tư tự lợi, trong ngũ dục lục trần, trong danh dự lợi dưỡng, mê rất sâu, mê rất nặng. Trong kinh luận Phật thường nói đời ác ngũ trược. Hôm nay chúng ta thấy thế gian này, thậm chí quay đầu quán chiếu lại mình, trược ác đến tột đỉnh. Trược ác là nhân của khổ nạn, thiên tai nhân họa, tam đồ địa ngục là quả của trược ác. Chúng ta muốn biết trược ác này từ đâu mà có, sản sanh như thế nào, vì sao hôm nay hình thành nghiêm trọng như vậy. Hôm nay chúng ta nên xử lý sự việc này như thế nào.
Hôm nay chúng ta khởi tâm động niệm suy nghĩ là phải lấy tất cả chúng sanh trên thế giới làm đối tượng, tuyệt đối không phải là một khu vực, một quốc gia. Chúng ta là vì tất cả chúng sanh trên thế giới mà phục vụ. Sự việc này mới bền vững, mới chân thật. Singapore là một đất nước rất nhỏ, khen ngợi như thế nào, Trung Quốc cũng tôn sùng Singapore. Người lãnh đạo Singapore là ánh mắt quốc tế. Cho nên được người đời nhìn vào, được người đời tôn kính. Làm mô phạm cho người đời. Ông hy vọng tôn giáo của Singapore cũng cần phải đi theo hướng quốc tế. Đây là đúng. Tiếp đó ông nhắc đến việc quảng bá đại chúng. Hôm nay chúng tôi cũng là đang làm, đem mỗi tiết diễn giảng của chúng tôi dùng Internet đưa lên quốc tế. Chúng tôi làm ra CD, VCD, DVD, những băng đĩa tiên tiến này. Cung cấp miễn phí vô điều kiện trên toàn thế giới. Chúng tôi mới là bước đầu. Vừa bước đầu, ông ta viết thư đến khuyến khích chúng tôi, động viên chúng tôi. Đây là bước đầu rất tốt. Hy vọng chúng tôi toàn tâm toàn ý kiên trì phổ biến. Do đó, nếu chúng ta không nỗ lực học tập theo Phật Bồ Tát, là người có tội trong Phật Pháp. Bản thân chúng ta, bất luận là xuất gia hay tại gia, nhất là người xuất gia, nhất định phải biết thân phận của mình là tượng trưng cho chư Phật và Bồ Tát. Hình tướng của chư Phật và Bồ Tát trụ thế. Phật và Bồ Tát ở đâu thì xem ở quý vị. Ánh mắt của những người trong xã hội tập trung trên thân quý vị. Quý vị là Phật Bồ Tát. Quý vị là tượng trưng cho Phật và Bồ Tát. Quý vị là hình tướng của Phật Bồ Tát. Hình tướng của chúng ta đẹp, khiến cho tất cả chúng sanh tán thán, tích công lũy đức. Vô lượng công đức. Hình tướng của chúng ta không đẹp, khiến cho mọi người trong xã hội tạo nghiệp, hủy bán tam bảo, thì chúng ta đọa địa ngục A Tỳ. Quý vị nói tôi không làm việc gì sai, lại không làm hại người khác, quý vị đã phá hoại hình tượng của Phật Pháp. Quý vị khiến cho biết bao nhiêu người vì quý vị mà tạo tội hủy bán tam bảo. Quý vị không đọa địa ngục thì ai đọa? Chẳng những người xuất gia phải biết, mà người tại gia cũng không ngoại lệ. Người không học Phật thấy quý vị, quý vị tu tại gia, quý vị là học Phật. Quý vị có giống Phật không? Có giống Bồ Tát không?
Tiêu chuẩn hình tướng của chúng ta hôm nay đơn giản nhất là Tịnh Tông đồng học tu hành thủ tắc. Tập sách nhỏ này là Hành Kinh. Kinh mọi người đều biết có giáo lý hành quả. Đây là nghiêng nặng về tu hành. Mỗi người chúng ta giữ một tập, mỗi giờ mỗi phút đều lấy ra đối chiếu kiểm điểm. Mỗi câu mỗi lời bên trong đều là lời Phật nói. Mỗi ngày tối thiểu phải đối chiếu một lần. Tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành trì của chúng ta hôm nay có vi phạm lời dạy của Phật đã hay không? Nếu có vi phạm thì lập tức sửa đổi lại. Sự sửa lỗi này là tu chỉnh. Sửa lỗi là chân tu hành. Nếu chúng ta làm mọi việc tương ưng với kinh giáo, cần bảo trì đến ngày mai. Bảo trì hàng ngày, quả nhiên thật sự chịu làm. Tôi tin rằng thời gian trong vòng 3 tháng thì hình tướng của chúng ta giống như vậy. Bảo trì được lâu, suốt đời không thay đổi, chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chỉ cần khởi lên ý niệm là được rồi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm tịnh độ của Phật. Trang nghiêm tịnh độ của Phật A-di-đà là công đức gì? Là công đức hình tướng của chúng ta. Quyết định được sanh. Lâm chung một niệm, 10 niệm, chắc chắn được sanh tịnh độ. Bảo trì được hình tướng này, nói với quý vị, đây là chân niệm Phật. Vì sao? Bởi trong tâm có Phật, trong miệng có Phật, thân có Phật. Ba nghiệp thân miệng ý của quý vị đều là Phật. Đây gọi là học Phật. Chủng chủng tự tại nhi điều phục. Tự tại nghĩa là gì? Là không chút miễn cưỡng, là tự tại. Chủng chủng tức là trong kinh giáo nói là 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Đây là chủng chủng. Pháp môn từ đâu mà có? Chúng ta phải vận dụng như thế nào? Điều này cần phải biết. Pháp môn là từ trong hành vi sai lầm của chúng sanh mà có. Chúng sanh có lỗi lầm, có sai lầm,
Phật thấy được liền sửa đổi lại, gọi là Phật pháp. Chúng sanh không có lỗi lầm thì Phật không có pháp môn. Chúng sanh có vô lượng lỗi lầm thì Phật có vô lượng pháp môn. Sự việc là như vậy. Cho nên chúng ta thấy trong kinh điển Đại Thừa, Phật và Phật gặp nhau không nói với nhau lời nào. Đúng là dứt đường ngôn ngữ, bặt nơi tâm hành. Chẳng những không nói lời nào, mà tuyệt đối không khởi một ý niệm. Chư Phật gặp nhau không khởi tâm động niệm. Bồ Tát gặp nhau vẫn nói chuyện. Vì sao vậy? Bởi họ chưa đạt đến rốt ráo viên mãn. Rốt ráo viên mãn là dứt đừng ngôn ngữ. Bặt nơi tâm hành. Do đây thấy được dạy học càng cao cấp thì dùng thời gian ngôn ngữ càng ít. Dạy học cao cấp là định huệ, là từ trong tự tánh biểu lộ ra vậy. Chúng ta không phải căn tánh này. Cho nên cũng không gặp được đại thiện tri thức như vậy. Đợi sau này chúng ta dần dần khế nhập một chút cảnh giới này, Phật Bồ Tát không bỏ chúng ta đâu. Nhất định ứng hóa đến bên chúng ta, để giúp đỡ chúng ta. Chắc chắn trong cửa nhà Phật không bỏ một người nào. Cho nên chẳng phải Phật Bồ Tát không từ bi. Phật Bồ Tát mạc bất minh liễu tri kỳ tâm, biết được tâm chúng ta. Các ngài thể hiện như thế nào? Cùng với căn tánh hiện tiền của chúng ta. Nhất định phải tương ưng với cơ duyên. Do đó biết được cuộc đời vô thường, Phật pháp cũng vô thường. Chúng tôi hiện đang tu học, từng bước tiến lên phía trước. Thiện tri thức càng ngày càng cao minh hơn, không ngừng khiến chúng tôi giác ngộ. Không có pháp cố định, không có pháp thường hằng. Cho nên bản thân muốn giác ngộ thì phải bền lòng, phải có nghị lực, không ngừng nâng cao cảnh giới của mình. Điểm này vô cùng quan trọng. Phương hướng của chúng ta, mục tiêu của chúng ta phải chính xác. Phương hướng và mục đích đều hướng đến Phật. Có rất nhiều vị Phật. Chúng ta học theo vị Phật nào? Là học theo Phật A-di-đà. Vì sao học theo Phật A-di-đà? Bởi Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta. Chẳng những Bổn Sư giới thiệu cho chúng ta, mà chúng ta biết được từ kim khẩu của Bổn Sư. Trong kinh A Di Đà nói, kinh Vô Lượng Thọ nói vậy. Chư Phật ba đời
trong mười phương đều khác miệng đồng lời. Phổ biến khuyên bảo chúng ta thân cận Phật A-di-đà, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta mới hạ quyết tâm, không mảy may nghi hoặc, nương vào Kinh Vô Lượng Thọ. Nương vào Kinh Vô Lượng Thọ, học tập theo Phật A-di-đà. Là được rồi, là thành công rồi. Chúng ta cũng thể hội được từ lời nói của các bậc cổ đức. Bậc cổ đức giảng Hoa Nghiêm, Pháp Hoa cũng chỉ là chỉ dẫn Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Lời nói này rất quan trọng. Hoa Nghiêm Pháp Hoa từ xưa đến nay được giới Phật giáo Trung Hoa, các vị tổ sư của nhiều tông phái đều tôn sùng, là nhất thừa viên giáo đại pháp, là sự dẫn đường cho Kinh Vô Lượng Thọ. Nếu chúng ta đem ba phần của một bộ kinh để nói, thì Hoa Nghiêm Pháp Hoa là phần tựa, là phần tựa của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là phần chánh tông, Kinh A Di Đà là phần lưu thông. Như vậy mới hiển thị được địa vị đặc thù của Kinh Vô Lượng Thọ. Khuyên chúng ta quyết một lòng hướng đến Phật A Di Đà học tập. Cho nên tu hành thủ tắc của chúng tôi trích dẫn 62 câu giáo huấn trong Kinh Vô Lượng Thọ, rất dễ hiểu. Phải thực hiện được 62 câu này, chúng tôi lại trích dẫn hơn 40 câu kinh văn trong Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo bổ sung thêm. Đó là lời dạy của Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ làm chánh tu, chánh khoa, lời khai thị trong Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo làm trợ tu, chánh trợ song tu. Người tu hành chân chánh nhất định phải ghi nhớ lời Lục Tổ Huệ Năng. Nếu người chân chánh tu đạo không thấy lỗi lầm của thế gian, sở dĩ hôm nay chúng ta tu hành không thành tựu, tiến một bước lùi mười bước, nguyên nhân do đâu? Ở chỗ là lúc nào cũng thấy lỗi người, không thấy lỗi của mình, đời đời kiếp kiếp cũng không thành tựu được. Nếu đời này không giác ngộ, không quay đầu, thì đời này vẫn trôi qua vô ích. Người khác có lỗi hay không liên quan gì đến mình? Cớ gì chúng ta phải lúc nào cũng thấy lỗi người ta, lúc nào cũng nghĩ đến lỗi của họ, lúc nào cũng nói đến lỗi của họ, biến thành lỗi của mình? Quý vị nói xem có oan uổng không? Hôm nay chúng ta thấy xã hội hiện tiền, tất cả chúng sanh
có những khuyết điểm gì? Chúng ta nên làm như thế nào để giúp đỡ họ? Nhưng cần phải nhớ, phía trước tôi đã giảng qua, muốn cứu chúng sanh thì trước phải cứu mình. Do đó, bản thân chúng ta không nhìn thấy khuyết điểm của mình. Quý vị có thể thấy được khuyết điểm của mình thì quý vị không phải là phàm phu rồi. Phàm phu không thấy lỗi của mình. Phàm phu chỉ thấy lỗi của người khác. Người chân chánh tu hành thì làm như thế nào? Điều này các bậc thánh hiền thế xuất thế gian dạy cho chúng ta. Nhìn thấy người khác đó là cái gương. Cái gương người khác đó là mình, không phải người khác. Nhìn thấy lỗi của người liền nghĩ đến mình có lỗi này hay không. Không nên nghĩ đến lỗi của họ, không được nghĩ như vậy, mà là lỗi của ta. Nếu ta có lỗi này, phải cấp tốc sửa lại. Ta không có lỗi này, động viên, ta quyết định không phạm lỗi này. Cho nên tất cả tạo tác của xã hội đại chúng là một cái gương của người tu hành chúng ta. Điều họ tạo tác là thiện nghiệp cũng là một cái gương của chúng ta. Ta đã làm chưa? Nếu ta chưa làm thì phải nhanh chóng phát tâm làm. Nếu mình đã làm rồi thì nên tăng cường, phải bảo trì, phải làm tốt hơn nữa. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều là tấm gương của người tu hành. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đều là thiện tri thức của người tu hành. Vì sao thiện tài đồng tử một đời thành tựu viên mãn? Chính là Ngài biết dùng phương pháp này. Cho nên Ngài không cần tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp. Không cần tu hành nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp. Ngài không cần thành tựu trong một kiếp. Thiện tài là Thế Tôn kiến lập nên một người gương mẫu cho người tu hành chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này, cũng làm theo phương pháp tu hành của thiện tài thị hiện, thì trong kiếp này chúng ta cũng thành vô thượng đạo. Trong kiếp này cũng đắc đại viên mãn. Do đây biết được liễu tri kỳ tâm. Quan trọng nhất là biết được khởi tâm động niệm của mình. Biết được ngôn hạnh sinh hoạt của mình, gọi là tự biết mình. Chúng ta tu hành trước phải tự biết mình. Sau đó mới cải ác hướng thiện, đem những tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi sai lầm của mình sửa đổi lại. Phải thật là tập khí phiền não của chúng ta tích lũy từ vô thủy kiếp mà thành. Lây dị.
không phải một đời một kiếp. Cho nên tập khí đã ăn sâu vào con người. Niệm trước giác ngộ, niệm tiếp theo lại mê, lại trở lại. Đây là hiện tượng hiện tiền của chúng ta. Cho nên phải có nghị lực, có quyết tâm, có lòng nhẫn nại, chịu làm, chịu sửa đổi. Tu hành không gì khác, mọi lúc mọi nơi thường kiểm điểm lỗi lầm của bản thân. Đó là giác ngộ. Đem lỗi lầm sửa đổi gọi là tu hành. Tu hành không phải trên hình thức. Tu trên hình thức là vì độ chúng sanh, là cứu chúng sanh. Đó là vừa rồi nói là hình tướng. Hình tướng biểu hiện ở bên ngoài là để cho người khác nhìn thấy hình tướng này, tiếp xúc hình tướng này, lãnh ngộ được, cảm xúc được. Cho nên bản thân mình không tu tốt thì làm sao làm hình tướng tốt cho người khác được? Bây giờ hỏi chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Trong kinh Lăng Nghiêm nói tối sơ phương tiện. Tối sơ phương tiện, trong kinh Phật dạy phải buông bỏ ngã chấp. Trong kinh Kim Cang nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, từ ngã tướng hạ thủ. Chúng ta mới có thể cứu chữa. Ngã tướng là gì? Là ý niệm tự tư tự lợi. Ý niệm tự tư tự lợi là ngã kiến. Từ ngã kiến mới sản sanh ra ngã tướng. Nguồn gốc của ngã tướng là ngã kiến. Nửa bộ trước của kinh Kim Cang là ly tướng, nửa bộ sau là ly kiến. Không có ngã kiến, không có nhân kiến, không có chúng sanh kiến, không có thọ giả kiến. Cho nên chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Từ ý niệm tự tư tự lợi hạ thủ. Chuyển đổi tự tư tự lợi, quyết định lợi ích tất cả chúng sanh. Nói cách khác, tự tư tự lợi gì cũng là vì bản thân, chuyển đổi thành vì tất cả chúng sanh, không phải vì bản thân mình nữa. A Nan trong hội Lăng Nghiêm gọi là đem tâm ấy phụng sự khắp mười phương. Đó gọi là báo đền ơn chư Phật. A Nan báo ơn như thế nào? Đem tâm ấy phụng sự khắp mười phương, phụng hiến cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, phục vụ cho tất cả chúng sanh, lấy việc này để báo ơn Phật. Trên thực tế, lấy việc này để báo ơn Phật, nói cách khác, dùng việc này để quay về tự tánh. Thành tựu Phật đạo cứu cánh viên mãn. Chúng ta cần hiểu rõ,
Kỳ thật báo ơn Phật ở đâu? Là thành tựu Phật quả rốt ráo viên mãn chính mình. Nhưng chư Phật Như Lai thật sự mà nói là kỳ vọng, hy vọng chúng ta thành Phật sớm hơn một chút. Chúng ta thật sự thành Phật thì nguyện vọng của chư Phật đã viên mãn rồi. Báo ơn là thành tựu chính mình. Mình không thành tựu, đó là cô phụ lời dạy của Phật Đà. Ân đức của Phật Đà đối với chúng ta là lời giáo huấn. Chúng ta không y giáo phụng hành, không nỗ lực làm, đó là cô phụ ân Phật. Nhất định phải làm. Hôm nay chúng ta muốn làm nhưng không làm được, vẫn luôn luôn giải đãi biến nhát, vẫn tùy thuận tập khí phiền não của mình. Nguyên nhân vì sao? Tôi thường nói là không hiểu rõ sự thật chân tướng, hoặc là không hiểu hết. Tập khí phiền não quá nặng, không thể khắc phục. Không khắc phục được phiền não tập khí, đó là thuộc phiền não chướng. Đối với sự thật chân tướng, hiểu không thấu triệt là sở tri chướng. Hai chướng này làm chướng ngại. Thế Tôn dùng phương pháp là dạy học. Cho nên hàng ngày giảng kinh giáo, hàng ngày nhắc nhở. Nếu không giảng hàng ngày thì phàm phu không giác ngộ được, không quay đầu được. Thế Tôn suốt 49 năm hàng ngày giảng kinh thuyết pháp mới thức tỉnh mọi người. Giống như một người ngủ rất sâu, rất hôn trầm, nằm đó ngủ, lay lay họ tỉnh lại, đáp một mạch lại ngủ tiếp. Chúng ta là như vậy, lay mười mấy lần, 20 lần, một chút lại ngủ say rồi. Làm thế nào? Không ngừng lay, lay họ vài trăm lần, lay họ vài ngàn lần, cuối cùng cũng tỉnh lại. Chúng ta bây giờ là người như vậy, hôn mê nghiêm trọng. Mỗi ngày ở đây giảng kinh thuyết pháp là mỗi ngày lay họ một lần. Đến ngày nào mới thật sự tỉnh lại? Không biết được. Tận tâm tận lực, dạy dỗ hàng ngày. Bản thân chúng ta phải chân chánh tỉnh ngộ lại mới giúp đỡ người khác được. Bản thân chúng ta không tỉnh lại thì làm sao giúp đỡ người khác được? Mình đã ngủ say rồi mà còn giúp người khác tỉnh lại được sao? Làm gì có chuyện đó. Mình phải tỉnh lại, học không chán, dạy không mệt. Không mệt, không chán đều là từ trong tự tánh phát xuất ra, không chút miễn cưỡng, không phải vì lợi ích bản thân, hoàn toàn vì người khác phục vụ. Hôm nay chúng ta đang ngồi học trong lớp học, quan trọng nhất là phải hiểu 6 căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới 6 trần bên ngoài lập tức hồi quang phản chiếu.
Tất cả cảnh giới tướng bên ngoài, cảnh giới tướng của năm dục sáu trần không chút nhiễm trước, phản chiếu ở tự tánh. Trong tự tánh có những khuyết điểm tập khí phiền não hay không? Nếu phát hiện có thì lập tức sửa đổi, chúng ta mới là tỉnh lại một chút. Ba ngày không nghe kinh lại ngủ say, lại ngủ tiếp rồi. Hiện tại không phải ba ngày, mà một ngày không nghe kinh là đã ngủ say rồi. Người xưa nói ba ngày, chúng ta hôm nay nghiêm trọng hơn người xưa. Trước đây người học thức gọi ba ngày không đọc sách thánh hiền hoàn toàn thay đổi, đều sanh ra vọng tưởng tập khí. Hiện tại không được, hiện tại không có đến ba ngày, một ngày không nghe đã không được rồi, thậm chí nghe hàng ngày vẫn không được. Quý vị nói xem nghiêm trọng biết chừng nào. Chúng ta thúc ép mình, phải ép mình tu học. Đích thân chúng ta thể nghiệm, phương pháp tốt nhất là giảng kinh dạy học. Bởi quý vị giảng kinh dạy học, quý vị phải đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ép mình chẳng thể không đọc kinh. Ở trên bục giảng khuyên người khác, đương nhiên cũng là khuyên chính mình. Lợi mình lợi người. Nếu không giảng kinh, không dạy học, thì chúng ta giải đãi, không xem kinh, không thâm nhập nghiên cứu, do đó tập khí phiền não chắc chắn không thể hàng phục. Không khắc phục được tập khí phiền não của mình. Lúc trẻ tập khí phiền não của tôi rất nặng, là dựa vào phương pháp này. Phương pháp này được lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam chỉ dẫn. Ông khuyên tôi nên đi theo con đường này. Đời này xác thực tôi cũng được sự gia trì chân thật của Tam Bảo, để cho tôi xa rời tất cả công việc. Một đời không kiến lập đạo tràng, không làm những công việc hỗn tạp này, suốt đời đều là đọc kinh, giảng kinh, dạy học. Đây mới có thể có chút ngộ, mới thật sự quay đầu lại. Sự việc này rất khó, rất khó. Danh dự lợi dưỡng, năm dục sáu trần vây quanh quý vị, quý vị không động tâm được sao? Nói nghe dễ. Cho nên nếu hàng ngày không ở trong kinh giáo, nếu quý vị nói hôm nay không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, trừ khi quý vị là Phật Bồ Tát hóa sanh. Nếu quý vị không phải Phật Bồ Tát hóa sanh thì chắc chắn không làm được. Thật sự là Phật Bồ Tát hóa sanh, họ cũng không dám một ngày rời kinh giáo. Vì sao vậy? Bởi sức mạnh dụ hoặc thật sự rất lớn, so với ngày xưa lớn hơn gấp 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Chúng ta không may sanh gặp thời đại này, nhưng ở thời đại này không thành tựu thì thôi. Nếu đã thành tựu thì xác thực vượt qua người xưa rất nhiều.
Các đại đức ngày xưa ở thời đại đó hoàn cảnh rất tốt. Nếu họ sanh ở xã hội này của chúng ta thì họ cũng không thành tựu được. Họ không chịu nổi cám dỗ này. Cho nên chúng ta không nên trách chúng ta sanh vào thời đại không tốt, không dùng được. Thời đại này đọa lạc nhanh, nhưng thành tựu cũng nhanh. Chỉ cần quý vị giác ngộ, chỉ cần quý vị không tùy thuận phiền não, không tùy thuận cảnh giới bên ngoài. Giống như Phật dạy, nếu chuyển được cảnh thì đồng với Như Lai. Quý vị có thể không bị cảnh giới bên ngoài chuyển, có thể làm chủ được bản thân, thì sự thành tựu của quý vị cao hơn đại đức ngày xưa rất nhiều lần. Đó là sự thật. Phải có định lực, phải có chủ tể. Vì sao vậy? Ở hội Lăng Nghiêm, Thế Tôn bảo chúng ta, thời đại này pháp yếu ma mạnh, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Chúng ta đi là con đường chân chánh, đi là con đường Phật pháp. Nhiều chướng ngại, nhiều hủy báng, nhiều đố kỵ, nhiều hãm hại, rất nhiều rất nhiều. Bịa đặt sanh sự càng nhiều. Chúng ta ứng đối như thế nào? Một mực chân thành, thanh tịnh, từ bi tâm đối đãi, quyết định không thay đổi. Người ta mắng mình, không mắng lại. Đánh mình, không đánh lại. Thì không chuyện gì xảy ra rồi. Cuối cùng, mình đem thành quả tu hành cho họ xem. Không cần tranh cãi. Bởi vì bình thường tôi không xem báo tạp chí. Có một số người trên báo chí đem tên tôi ra để hủy nhục. Phê bình, hủy báng. Không chỉ hủy báng tôi, mà còn hủy báng Vô Lượng Thọ Kinh của Hạ Liên Cư hội tập nữa. Có những đồng tu gửi đến cho tôi xem. Chúng tôi chỉ xem tiêu đề, không xem nội dung. Lập tức thâu lại không xem nữa. Có gì phải xem nó? Có những đồng tu xem rồi không phục, cũng viết bài để phản bác. Tôi khuyên họ nhất thiết không được. Như vậy là gây chuyện thị phi. Vì sao không định tâm lại để niệm Phật? Những lời này chúng ta nghe mà coi như không nghe. Những văn tự này chúng ta thấy mà coi như không thấy. Vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh bình đẳng giác của mình. Vĩnh viễn bảo trì ấn tượng tốt nhất đối với tất cả chúng sanh. Những người hủy báng ta, người hủy nhục ta, người hãm hại ta, có phải là người xấu hay không? Không phải là người xấu. Quý vị thấy họ là người xấu,
trong mắt tôi thấy họ không phải là người xấu. Kiến giải của tôi và quý vị khác nhau. Thật ra người có học đều hiểu được đạo lý này. Trung Hoa từ trước đi học, trẻ em vỡ lòng học Tam Tự Kinh. Câu đầu tiên của Tam Tự Kinh là đem việc này dặn dò rõ ràng: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Những người ác đó, tánh của họ cũng vốn thiện, họ vốn là thiện. Vì sao không thiện? Ở dưới tiếp tục nói: tánh tương cận, tập tương viễn. Tập là gì? Là tập khí, tật xấu. Tập khí không phải là thật. Tập khí là bất giác. Bồ Tát Mã Minh nói: bản giác vốn có, bất giác vốn không. Chúng ta biết nhất thời mê hoặc. Họ tỉnh lại, họ là người thiện. Khi nhất thời mê hoặc, họ vẫn là người thiện, họ vốn là người thiện. Và chúng ta tâm khai ý giải, không chấp vào dấu tích. Quý vị hiểu được đạo lý này, ngay cả thánh nhân ở thế gian cũng là dạy học như vậy. Nếu quý vị đắc thọ dụng những câu này, thì quý vị sống trong thế giới chân thiện mỹ. Thế giới này chẳng có ai không phải là người thiện. Người sát hại ta cũng là người thiện. Họ chỉ là nhất thời mê mờ mà thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni khi hành Bồ Tát Đạo, khi tu nhẫn nhục Ba La Mật, làm tiên nhân nhẫn nhục, Ca Lợi Vương cắt thân thể. Tiên nhân nhẫn nhục xem Ca Lợi Vương là người thiện, không phải người ác. Vả lại phát nguyện khi thành Phật độ ông ta trước nhất. Điều này các vị đồng tu đều biết. Lúc bấy giờ tiên nhân nhẫn nhục chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ca Lợi Vương lúc đó chính là người thứ nhất Phật độ. Là Tôn giả Kiều Trần Như, một trong năm tỳ kheo, người đầu tiên được độ. Cho nên người chân chánh tu đạo làm gì có niệm ác, làm gì có tâm ác. Xem tất cả mọi người đều là người thiện, đều là người tốt, vĩnh viễn sinh tồn trong thế giới tốt đẹp. Luôn luôn nghĩ đến người này không tốt, người nọ xấu, thì quý vị sống trong đời ác năm trượt. Cho nên trượt ác, thành thái đều là một niệm biến hiện ra. Bởi chúng sanh thấy khởi tâm động niệm đều là ác, họ sống trong đời ác năm trượt. Hôm nay ta chuyển ý niệm này lại rồi, ta với họ ở một nơi, nhưng ta sống trong thế giới thành thái, không giống nhau, cảm thọ hoàn toàn không tương đồng. Cảm thọ của họ ngày nào cũng sanh phiền não, người cũng sanh phiền não, việc cũng sanh phiền não, mọi thứ đều sanh phiền não. Ta mọi thứ đều vui vẻ, người cũng tốt, việc cũng tốt, Phật cũng tốt, chẳng có gì không tốt. Cùng ở một chỗ, nhưng sống trong hai thế giới. Chúng ta phải học từ chỗ này. Những chỗ này ở đây nói là chủng chủng tự tánh tự tại nhi điều phục. Các vị hiểu rõ rồi, thế giới cực lạc ở đâu? Là ở ngay trước mắt. Một niệm mê, đời ác ngũ trượt. Một niệm giác, cực lạc thanh lương. Hy vọng bốn chúng đồng học chúng ta thể hội sâu sắc
đại nghĩa của kinh giáo, chuyển đổi ý niệm, chuyển năm trược thành năm thanh, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, là ở tại một niệm hiện tiền. Được, đã hết thời gian, chúng ta giảng đến đây.